Vâng, xin chào mừng quý vị, anh chị các bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tô Cũ Kèm Loan. Rất cảm ơn quý vị, anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh Kèm trong suốt thời gian qua. Quý vị, anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip Kèm Loan nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình, like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất đưa lên nhé. Thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay, em Loan sẽ giới thiệu cho quý vị, anh chị các bạn xem một mẫu xe 7 chỗ thương hiệu Chevrolet, anh chị nhé, của Mỹ. Mẫu xe Chevrolet Orlando sản xuất năm 2012, được trang bị hộp số sàn 1.8. Xe phải nói khá đẹp anh chị nhé, không có đâm xô tai nạn ngập nước gì, bao chích tết hãng thoải mái cho anh chị luôn. Thì tại sao đời 2012 chạy có 10 vạn đấy anh chị nhé? Thực sự là một mẫu xe gia đình sử dụng không có chạy dịch vụ thì chạy 10 vạn thì nó rất là bình thường anh chị nhé. Em sẽ có đảm bảo cho anh chị các bạn chích tết thợ thuyền thoải mái luôn. Đấy, xe đẹp em cam kết đảm bảo cho chị luôn ạ. Về tổng thành chiếc xe thì chị các bạn hoàn toàn yên tâm là không phải làm bất kỳ mục gì. Lốp láp, bốn lốp còn khá là đều. Và chiếc xe này em đang chào bán tại cửa hàng là với cái mức giá là 270 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị luôn. Xe là keo chỉ nguyên zin anh chị nhé. Cam kết xe đẹp. Xem xe tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị anh chị các bạn có nhu cầu sở hữu một chiếc xe 7 chỗ về sử dụng gia đình, liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0327665809 để đặt sở hữu chiếc xe và có nhận cọc giao xe tận nhà cho anh chị nhé. Đó, được lên bộ la răng khá là thể thao đúng không ạ? Cái dòng này nó thực sự nó rất là bền, cũng như là phong dáng rất là đẹp, 7 chỗ ngồi. Và được trang bị cái khối động cơ chỉ có 1.8. Thì đảm bảo cho anh chị các bạn là mức tiêu hao nhiên liệu của nó quá là hợp lý anh chị nhé. Đấy, Chevrolet này. Trước đây nó là dòng Chevrolet Captiva, bây giờ nó là Chevrolet Orlando. Đấy, một cái dòng xe cũng rất là nhiều người sử dụng. Với cái dòng Captiva thì thường thường em bán cái dòng 2.7, 2.8 rất là chạy nha anh chị nhé. Thực sự là với cái khối động cơ của nó trước đây nó 2.4, nó rất là nhiều, mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là nhiều. Nhưng mà tại sao là người sử dụng cái dòng này bây giờ với cái đánh giá là chạy rất là thích anh chị nhé, rất là thích luôn. Mặc dù nó hơi tốn xăng. Đấy, bây giờ thì nó chỉ mang cái khối động cơ 1.8 thôi thì thực sự là ai lăn tăn về cái dòng xe tốn xăng thì bây giờ đã có thể sở hữu được chiếc này rồi đấy ạ. Keo chỉ zin anh chị nhé. Ốc áp bản nề là hoàn toàn là chưa có hề có một chút gì gọi là vặn ốc hay là dao ốc gì luôn. Ghế da nguyên bản theo xe. Xe OR chuẩn có 10 vạn thôi. Đấy, 10 vạn một thực sự là một chất xe chuẩn gia đình nhá. Thực sự đối với cái dòng này thì nó cũng không có nhiều option. Nó không có nhiều option đâu. Đấy, nhưng mà với cái mức giá dưới 300 triệu sở một chiếc xe như này thì quá là ok và hợp lý nhá. Đấy, anh chị nào quan tâm thì có thể kết nối Zalo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0327665809, một cái số điện thoại em ghi trên màn hình ạ. Kết nối Zalo trực tiếp và gửi định vị cho anh chị các bạn đến trực tiếp xem xe. Đảm bảo cho anh chị các bạn đến xem xe là ưng. Đấy. Giá bao gồm phí hồ sơ cho anh chị luôn nếu anh chị các bạn có nhu cầu sang tên đổi biển nhé. Hệ thống trung tâm đầu đài nguyên bản theo xe. Điều hòa rất là mát luôn. Đấy, chạy 10 vạn. Tất cả các hệ thống cần số cũng như là phanh tay nó nhìn rất là nét luôn. Chạy rất là ít anh chị nhắc, cái dòng này không chạy dịch vụ taxi đâu ạ. Cam kết cho anh chị luôn. Thực sự mà dùng cho gia đình thì với cái tầm kinh tế dưới 300 triệu thì quá là hợp lý cho một chiếc xe 7 chỗ nhá. Cái dòng này nó rất là bền. Và không ai có cái đánh giá là cái dòng này đi ngang đường mà hỏng hóc bao giờ đâu. Đấy, nó rất là bền luôn. Đèn trần rất là sáng chị nhé, hoàn toàn là không có hiện tượng là hỏng hay là vỡ gì. Bên em có thu mua trao đổi xe ô tô cũ với cái tầm tiền là dưới 500 triệu đồng. Quý vị chị các bạn đang có nhu cầu lên đời xe, muốn bán xe có thể kết nối trực tiếp Zalo cho em, gửi cho em chút hình ảnh chiếc xe của mình nhé. Nếu có nhu cầu đổi xe, hai bên đưa ra cái mức giá hợp lý nhất để có thể trao đổi, cũng như là bên em đến tận nhà để mua xe với cái mức giá cao cho anh chị luôn. Đó, mẫu xe Orlando 2012. Xe rất đẹp luôn, 7 chỗ ngồi nhưng thực sự là chỉ sử dụng với hàng ghế lái thôi. Đó, đâu đó thì hàng ghế phụ chứ còn hàng ghế sau cùng thực sự là rất hiếm khi là đi gia đình là thường xuyên đến cái hàng sử dụng cái hàng ghế cuối luôn. Chuẩn chất xe gia đình anh chị nhé. Cửa đóng rất là chắc anh chị nhé.
rất là chắc chắc chắn luôn, không có độ phòng phanh gì. Đấy, gầm bệ của nó rất là sáng nhá chị nhá, những phần cổ xả rất là sáng luôn. Thực sự là đối với cái chiếc xe này ấy, anh chị các bạn nếu bây giờ hoàn toàn là đến sẵn cũng có thể sẵn sử dụng thôi. Nó chỉ có vài chi tiết sức xăng rất là nhỏ bên ngoài. Thì nếu anh chị các bạn đến xem xe mà chưa nhận xe ngay, có thể đặt cọc xe, bên em sẽ tỉa tốt cho anh chị luôn, đánh bóng đấy, để đẹp đẽ để anh chị các bạn nhận xe nhé. Một cái hệ thống khoang máy của chiếc xe này thì đảm bảo cho anh chị bạn không thể chê được luôn. Máy lổ cực kỳ là êm ái anh chị nhé, cực kỳ êm ái luôn. Đấy, form dáng này không khác gì cái dòng Chevrolet Captiva anh chị nhé. Thế nhưng mà bây giờ nó đổi một chút là cái phần hông xe nó có độ vuông vắn hơn cái dòng Captiva anh chị nhé. À, nó cùng là biểu tượng của nó, cùng là thương hiệu của nó luôn. Hai máy rất là sạch, rất là khô. Thực sự là chuẩn một chiếc xe gia đình luôn. Bên em có nhận cọc và rút hồ sơ giao xe tận nhà cho anh chị. Nếu anh chị các bạn có nhu cầu sở hữu chiếc xe mà không tiện qua xem xe, cứ kết nối trực tiếp Zalo cho em. Đó, em sẽ có đảm bảo cam kết được văn bản trực tiếp cho anh chị luôn. Máy hoàn toàn là máy chưa ra anh chị nhé, máy hoàn toàn chưa ra luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó đâu đó tầm 7 lít thôi anh chị nhé, hỗn hợp trên 100 km/h. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu quá hợp lý luôn.